trung tâm siêu thị ô tô Nghệ An. Trước đây mỗi tháng, đơn vị này phải đưa hàng chục chiếc xe đi kiểm định. Sau khi thông tư 08 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực, thì với những xe sắp đến kỳ kiểm định từ ngày 3 tháng 6 trở đi, nhân viên của trung tâm có thể tự ngồi ở nhà vào trang web gia hạn xcg.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam để làm các thủ tục gia hạn kiểm định xe. Bởi vậy đã hạn chế được cảnh phải đưa xe đến trung tâm đăng kiểm xếp hàng chờ đợi như trước. Cả cái xe của đấy của bọn em đi nó có rất nhiều xe là gần hết đăng kiểm. Cả một cái xe em thấy rất là vất vả, nhưng bây giờ thì quy định mới thế này thì em thấy rất là nhanh nhanh, rất là nhanh. Chỉ có trừ lúc là ví dụ nhiều người truy cập quá thì mình nó hơi chậm một tí. Nhưng mà em thấy nó cũng đơn giản, không có vấn đề phức tạp cả. Ngay sau khi có hướng dẫn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Nghệ An đã bố trí bộ phận hướng dẫn cho những trường hợp nằm trong diện được tự động gia hạn chủ động đăng ký trên hệ thống để được cấp giấy chứng nhận giãn chu kỳ đăng kiểm. Theo đó, lượng phương tiện phải xếp hàng chờ đợi kiểm định đã giảm đáng kể. Thì chúng tôi cũng đã làm công tác tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân truy cập vào trang web để được gia hạn theo quy định tại cái thông tư 08, thì nó làm giảm cái áp lực cho trung tâm đăng kiểm. Đối với cái phí sử dụng đường bộ ấy, người dân có thể đóng tại các cái trung tâm đăng kiểm theo cái chu kỳ của cái thời gian được gia hạn hoặc là đến cái thời gian kế tiếp theo. Mặc dù thông tư 08 chính thức có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6, nhưng ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, phần lớn đồng thuận với chủ trương của Bộ Giao thông Vận tải. Theo cá nhân tôi thấy thì cái việc này thì tôi cũng nhất trí, tức là nó trước hết là giảm ở thời điểm này là cái mật độ kiểm định ở các trung tâm nó hơi bị quá tải, thì mình giảm mật độ giãn ra cũng tiết kiệm chi phí cho người dân và cũng thuận lợi trong cái thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi lúc này là giấy chứng nhận giãn gia hạn kiểm định phương tiện với các thông số của chiếc xe và được in trên giao diện giấy A4. Khi có giấy chứng nhận này, bắt buộc phải mang theo xe kèm theo tem kiểm định cũ dán trên kính chắn gió. Và câu hỏi đặt ra lúc này là làm sao để lực lượng chức năng nhận biết được đâu là xe đã gia hạn kiểm định phương tiện và đâu là xe chưa thực hiện kiểm định. Qua trao đổi với đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An, được biết hiện nay Bộ Chủ quản chưa có hướng dẫn lực lượng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trên đường kiểm tra thủ tục hành chính đối với xe giãn gia hạn kiểm định phương tiện. Có thể nói, thông tư 08 là một điểm mới khá sát với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh phương tiện cá nhân ngày càng gia tăng, tạo áp lực cho các trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm chưa đồng bộ giữa các cơ quan hữu quan, nên người dân vẫn còn lúng túng khi đưa phương tiện của mình tham gia giao thông.